Vâng, chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh Norem Audio nhé. Vâng, ngày hôm nay bên em giới thiệu đến các bác một mẫu loa siêu chép Pioneer của Nhật Bản, hàng bãi còn rất là xịn, còn bao zin và hình thức còn rất là đẹp. Và phía trước mặt quý vị và các bạn đây đó là một đôi chép Pioneer model là X200 các bác nhé, model là X200. Em tí nữa bên em sẽ kết nối để chúng ta có thể thưởng thức sự so sánh nhé. Pioneer X200 và hàng này sản xuất tại Nhật Bản. Và hình thức các bác có thể thấy hình thuôn rất là đẹp, sang trọng, và đây là gỗ tự nhiên, nhìn rất là sang chảnh, màu vân gỗ. Và đây là dòng thép titan, mặt thép được làm bằng thép nguyên khối khắc CNC rất là đẹp. Riêng các mẫu thép trên thị trường thì hiện nay cái mẫu Pioneer 200 này nó được phủ lớp mạ chrome chống tiêu âm rất là tốt, chống những cái giải cao gây chói, thì cái mẫu thép này nó tiêu âm những giải cao đó và nó cho tiếng thép phát ra rất là mịn và mảnh, nghe rất là sướng. Nói chung là cái độ tươi, độ dẻo, độ quyện thì rất là tuyệt vời. Tôi là Pioneer X200. Mẫu này hiện nay trên thị trường đang có giá là 1.500.000 đồng. Và bây giờ em sẽ mở nhạc lên và chúng ta có thể so sánh nhé. Nhạc này là nhạc chưa có chép đâu ạ. Đó, nhạc chưa có chép. Và đây là nhạc bên em ghép cả là full bass 30 luôn nhé. Vì công suất con này là 200W, đánh rất là mạnh. Vâng, các bạn rất là khô, cảm giác chưa đủ dài thì có thể thêm chép vào, em kết nối vào đi ạ. Em đang kết nối chờ sẵn đi ạ. Đây các bạn thấy không? Rất là nảy luôn ạ. Đó. Rất là nảy. Khi mà thêm giải chép vào thì nghe cái giải siêu chép ở cái giải cao, những đôi loa nó không tái tạo được. Những đôi loa siêu chép này tái tạo cực kỳ là tuyệt vời, nhưng rất là sáng. To lên tí chúng ta cùng thưởng thức. Đó, sự khác biệt hoàn toàn, nó không còn bị tối, nó không còn bị khô. Thật sự khi mà kết nối đôi loa siêu chép Pioneer X200 này, nó cho chúng ta hiệu quả rất cao. Và bác nào mà những bộ dàn mà đang thiếu chép hoặc là những đôi loa hay cháy chép thì chúng ta có thể thêm một đôi loa chép rời Pioneer X200 bên ngoài để nó hỗ trợ. Và kết nối cũng rất là dễ dàng, kết nối đằng sau những cái lỗ chờ của những con đẩy liền vang hoặc là những con âm ly, hoặc là chúng ta có thể kết nối trực tiếp bằng những cầu loa câu lên với đôi loa siêu chép, kết nối cầu đằng sau này là được, một âm một dương. Thì cái chép kết nối rất dễ dàng, cả âm ly hoặc là cũng để công suất rời vang rời đều được, có thể kết nối được đôi loa siêu chép Pioneer X200 nhé. Đấy, bạn thấy mà tiếng rất là sáng luôn ạ. Nghe rất là sáng. Vâng, các bác và anh em thấy video này thật sự là hay và đẹp cho những đôi loa Pioneer X200 thì các bác hãy tặng like và tặng một tim nhé. Các bác nào muốn lấy hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số là trên video. Và các bác cũng có thể comment dưới video, bên em sẽ cập nhật tin tức nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông ạ. Và sau đây xin phép được khép lại video. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi nha.